Hello, chào anh em nha. Thì trong clip hôm nay mình sẽ giới thiệu tới anh em một cái mẫu giò cực kỳ đặc biệt. Đó là cái mẫu giò Malai chân cao. Mẫu giò Malai này thì theo như nhu cầu của rất là nhiều anh em á, thì mình đã làm thiết kế ra một cái mẫu giò chân cao 6 phân rưỡi. Thì cái mẫu giò Malai này với cái thiết kế chân cắm 6 phân rưỡi này thì có thể là mình đánh được những cái bãi cỏ này và những cái bãi đất cát này hoặc là những bãi đất mềm. Nói chung á là cái mẫu giò này mình có thể đánh được tất cả các cái địa hình luôn. Thì cái chân cắm này nó dài thì anh em có thể đánh được trong những cái bãi cỏ, đặc biệt là những bãi cỏ anh em không không phải tốn thời gian dọn cỏ. Và khi anh em dọn cỏ thì nó sẽ lộ và con chim nó dễ phát hiện ra nha anh em. Thì riêng về cái mẫu giò này chân cắm 6 phân rưỡi này, gần 7 phân này, thì anh em có thể cắm lẫn vào cỏ luôn, và anh em hoặc là anh em có thể cắm chồng lên cỏ luôn, không có phải dọn cỏ nha anh em. Và những cái bãi đất cát thì anh em cái chân cắm này anh em găm rất là sướng, không có sợ bị ngã giò. Đó. Thì riêng về cái mẫu giò này là mẫu giò cáp lụa C7, cáp lụa C7 cực kỳ nhuyễn nha anh em. Cộng cáp rất là nhuyễn, gọi là siêu nhuyễn luôn. Thì bộ giò này tất cả được làm bằng dây siêu bền, lên một cỏ khô hết cho anh em luôn. Và cái cần cáp cũng lên một cỏ khô và chân inox cũng lên một cỏ khô luôn. Cái này là chân inox khoan lỗ nha anh em, chân inox khoan lỗ rất là chắc chắn và rất là đẹp. Anh em đi đánh thì chân inox này nó rất là cứng, anh em cứ cắm thoải mái, không có sợ bị cong vẹo và nó không có bị lộ như cái mẫu giò chân đồng nha anh em. Chân inox lên một cỏ khô luôn. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem chi tiết một cái chân giò cho anh em dễ dễ xem này. Đó. Anh em thấy rõ. Thì cái cần cáp này là dài, là số đo của cái cần cáp này là 15 phân. Còn cái dây rút này là 2 phân. Còn chân cắm này là gần 7 phân này. Chính xác là 6 phân rưỡi. 6 phân rưỡi này anh em có thể cắm tất cả mọi địa hình luôn. Từ cỏ tới đất cát cho tới đất mềm. Hoặc là bộ giò này là anh em đi dùng đánh vào chiên, đánh vào mùa mưa là tốt nhất. Mình sẽ cho anh em xem kỹ cái chỗ chân cắm này. Đó, anh em thấy không? Chân này là chân khoan lỗ và được buộc bằng mấy đoạn dây đồng, thì nó rất là chắc chắn nha anh em. Thì cái chỗ với cái dây đồng này là buộc để thứ nhất là nó giữ cái cọng cáp cho nó chắc, thứ hai là nó sẽ giữ cái chỗ cái cọng dây liên kết của mình không có bị tuột xuống. Và cái khoen này là khoen đồng hàng bạc nha anh em, rất là chắc chắn. Mẫu giò này thì cực kỳ nhuyễn luôn, đánh rất là sướng. Và đặc biệt cái mẫu cáp lụa C7 này, nó cái cọng cáp nó đàn hồi nó rất là tốt, khi mà dính chim nó hạn chế được cái độ hư của cọng cáp nha, đàn hồi rất là tốt nha anh em. Anh em coi mình quấn vào tay này, mình siết chặt này, thả ra nó vẫn trở lại trạng thái ban đầu, không có bị biến dạng cọng cáp nha. Thì trước đây bên mình cũng có làm cái mẫu giò mala này rồi, mẫu giò chiên đánh cỏ này rồi, nhưng mà chân cắm thì chân ngắn. Thì có rất là nhiều anh em để cho góp ý cho mình làm cái chân cắm dài hơn, thì hôm nay mình đã cho ra mấy cái sản phẩm chân cắm dài hơn. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số điện thoại mình ở trên để mua hàng. Bên mình cũng có cung cấp luôn cái mẫu giò cáp lụa C7, mẫu giò Việt. Mẫu giò Việt này thì chân nó ngắn hơn nha anh em nha. Mẫu giò Việt này là chuyên đánh đất trống. Và bên mình cũng có cung cấp luôn túi bổi, túi đựng chim cua bổi nha anh em. Túi đựng chim cua bổi rất là đẹp. Túi này là túi rút nha anh em nha.
có chốt rút rất đẹp. Tôi đừng bỏ màu lá khô, quả này rất là đẹp. Đó. Còn là riêng về cái mẫu giò này thì anh em đánh rất ok, anh em có thể đánh tất cả các cái điện luôn. Riêng về cái mẫu giò mala này, anh em cứ cắm cho cái đầu cáp nó nằm trên mặt đất một xíu, trên mặt đất như thế này nha anh em. Đó, và hơi nghiêng về phía trước một xíu thôi, và đám chim đi qua là dính nha anh em nha, rất là nhạy. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại.